Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khám phá Huyền Bí. Anh em dạo này ổn không? Nếu anh em có đam mê hóng hớt chuyện từ đầu ngõ đến cuối xóm thì xem video này là chuẩn không cần chỉnh rồi. Sai trái, sai quả thì chủ mừng xa mặt, trở lại máy bay mà sai sót thì có mà muối mặt trước bản dân thế nào đúng không nào? Chưa kể, những sự cố này còn gây ra những hậu quả khôn lường. Vậy những vụ chỉnh riêng máy bay mất sai lầm đi vào lòng người này cụ thể ra sao đây? Và tại sao nó không còn cơ hội để sửa sai nữa? Hãy cùng chúng mình đi khám phá ngay bây giờ nhé! Một, thảm họa Flutac 88. Chiếc máy bay gọt hàng Fake với F-88 này đã gây ra một vụ tai nạn thương tâm. Thảm họa trên xảy ra ngày 28 tháng 8 năm 1988 ở hội chợ hàng không quốc tế tại căn cứ quân sự Ramstein của Mỹ trên lãnh thổ Đức. Đó là một ngày đẹp trời khi đội bay biểu diễn Italia Princess Tricolori gồm 10 máy bay phản lực Aeromacchi MB-339 đang thực hiện màn trình diễn ngoạn mục thì một số máy bay bị trục trặc kỹ thuật đâm vào nhau rồi lao xuống đám đông đứng xem. Rồi xong, còn đúng cái nịt. Chiếc máy bay đâm trực diện vào một chiếc khác trong đội. Cụ thể, đó là cuộc đụng độ giữa một chiếc MB-339 va phải một trực thăng UH-60 Black Hawk của Không quân Mỹ. Cuộc va chạm tạo ra vụ nổ lớn trên không trung và khai quả cầu lửa khổng lồ lao xuống đám đông bên dưới. Khoảng đâu đó 67 khán giả và 3 thi công thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương. Trong đó, có gần trăm người bị bỏng nặng. Chính phủ Đức ngay lập tức phối hợp với quân đội Mỹ dưới nhiều góc độ. Nhóm điều tra cho rằng đây là một vụ tai nạn hàng không do lỗi kỹ thuật gây ra bởi con người, chứ không phải là một vụ phá hoại như một số người nghi ngờ đâu nhé. Phân tích cho thấy, một số máy bay MB-339 của Italia Vici Tricolori tạo hình trái tim nhưng mà thao tác chậm nên không theo kịp tốc độ của các máy bay biểu diễn khác. Trong khi đó, một số loại bay ở tốc độ nhanh hơn quy định nên đâm vào nhau trong quá trình sắp xếp theo đội hình. Sẽ không còn một vụ tai nạn máy bay nào ở hội chợ nữa, bởi lẽ những gì xảy ra ở Ramstein đã khiến nhiều quốc gia hủy hội chợ hàng không vì lo ngại là không an toàn. Tìm thích hội chợ không thích điều này đâu nha! Hai, vụ tai nạn Renault Ares. Đây là chiếc máy bay được điều khiển bởi một tay lái lão luyện đã qua tuổi thất tuần, cụ thể là Jimmy Lee Watt. Có thể nó sẽ là một màn trình diễn nếu như nó không rơi cái vèo như quả bóng bị xì hơi. Ngày 16 tháng 9 năm 2011, đầu đó khoảng 4 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương, tại sân bay Stitt ở thành phố Reno, chiếc máy bay bị nạn là chiếc P-51 Mustang từ thời đệ nhị thế chiến đã rơi thẳng đứng xuống đám đông khán giả khi đang trình diễn. Vụ tai nạn đã làm thiệt mạng 9 người và làm 69 người khác bị thương. Nhưng người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, nhiều người trong tình trạng nguy kịch và không một lời giải thích nào hoàn hảo hơn việc đổ lỗi cho chiếc máy bay, lỗi trục trặc kỹ thuật trên không. Lần đầu làm chuyện ấy nên máy bay Eric khá bỡ ngỡ, anh chị em thông cảm nhé. Có đi thì né dùm, chứ mở bát đâu ngày mà nhiều người thiệt mạng như vậy thì xui phải biết luôn. Ba, tai nạn máy bay siêu thanh TU-144. Chiếc TU-144 quả thật đã phải đi tu sau khi vụ tai nạn này xảy ra. Tupolev TU-144 trông rất giống với đối thủ do Anh Pháp chế tạo mang lại cho nó biệt danh Konkoski, nhưng chiếc máy bay này có phần kỳ lạ và bí ẩn hơn. Nó ra đời trong bối cảnh Liên Xô đang là quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực vũ trụ. Nhưng sau màn ra mắt gây choáng ngợp tại Paris vào năm 1971, chiếc máy bay siêu thanh Tupolev TU-144 của Liên Xô đã sớm trở thành một trong những thất bại lớn nhất của ngành hàng không dân dụng. Vào cái năm định mệnh ấy, người ta có người yêu còn có thì gặp cú sốc đầu đời. Tất cả xuất phát từ cái nét thích màu mè hoa lá hẹ. Chiếc TU-144 đã liên tục thực hiện những cú nhào lộn chuyên nghiệp hơn cả rạp xiếc trung ương và đã thành công đạt giải bom xịt. Ôi, thật là bất ngờ, TU-144 bị vỡ giữa không trung và rơi xuống ngôi làng Grosseville, giết chết 6 người trên máy bay và 8 người ở mặt đất. Các cảnh quay vụ tai nạn cho thấy chiếc Tupolev lao đi với mũi chúi xuống, được cho là nhằm kích hoạt lại các động cơ sau khi chúng đã bốc cháy. Dưới áp lực quá lớn, TU-144 đã trở thành con chim gãy cánh. Tưởng đâu là anh bạn Mỹ chơi xấu chứ, nhưng thực ra nguyên nhân thực sự là màn cơ động mạnh mẽ của TU-144 đã vượt quá giới hạn căng thẳng cho phép. Ông bà ta nói cấm có sai đâu mà, tham quá thì thâm thôi. Kể từ đó,
Niềm tự hào của người dân Liên Xô chỉ sống được thêm 55 chuyến bay, nhiều câu chuyện đã lan truyền về những rắc rối kỳ quặc với chiếc máy bay, trong đó có việc hành khách phải giao tiếp với nhau bằng chữ viết vì như tiếng ồn điếc tai. Kể từ đó, Tu 144 có còn được sản xuất đâu mà sửa sai với chả là không sửa sai. Mà thôi không sao, chúng ta vẫn còn những đồng chí cao tuổi và sống dài đến tận bây giờ, tiêu biểu là chiếc máy bay tiếp theo đây này. Bốn, vụ tai nạn Blue Angel. Tên là Blue Angel nhưng hình như nó không được thần bầu trời đổ cho lắm, bởi lẽ F-318 đã có những chiến tích rất đi vào lòng người. Đây là loại máy bay trình diễn của phi đội trình diễn bay của Hải quân Hoa Kỳ Blue Angels từ năm 1986. Vụ việc xảy ra vào ngày 9 tháng 8 khi tàu sân bay nói trên đang hoạt động ở Biển Ả Rập. Máy bay E-2D khi hạ cánh đã không bắt chúng dây cáp hãm đà trong boong tàu và va chạm nhẹ với hai máy bay F-318EF. Sau đó, mảnh vỡ văng ra làm hỏng thêm hai máy bay khác cùng loại đang đậu gần đó trên boong tàu. Các nhân chứng thuật lại rằng những mảnh vỡ kim loại và plastic rơi vãi khắp khu vực dân cư cách đảo Kitten Hit khoảng 35 dặm về phía tây bắc. Vài căn nhà đã bị thiệt hại nặng và 8 người trên mặt đất đã bị thương. Không hổ danh là phát lịch đội hình vào lịch sử của giới máy bay, nhưng có vẻ vụ tai nạn này không nhằm nhò gì so với những vụ án sau đây đâu. 5. Vụ tai nạn triển lãm hàng không Shoreham 2015. Quan sát đoạn video, ta thấy máy bay đang thực hiện một vòng nhào lộn trước khi bị rơi và gây ra một vụ nổ phá hủy nhiều chiếc xe trên đường A27. Theo thống kê, có ít nhất 7 người chết trong vụ rơi máy bay vào khoảng 13 giờ 20 giờ địa phương, ngày 22 tháng 8 tại Shoreham, gần Brighton, nước Anh. Chiếc máy bay phản lực Hawker đã đâm vào nhiều chiếc xe trên đường A27 gần sân bay Shoreham, nơi đang diễn ra một triển lãm hàng không. Nguồn tin của cảnh sát cho hay, ngoài các nạn nhân thiệt mạng, còn có 15 người bị thương, trong đó có một người bị thương rất nặng. Các nhà điều tra tai nạn hàng không đang tìm hiểu nguyên nhân máy bay rơi. Bạn thử đoán xem nguyên nhân là gì? Liệu có phải là lỗi kỹ thuật nào đó không nhỉ? 'Anh em như thể tay chân, anh mà gãy cánh thì em theo cùng.' Bằng một cách nào đó thì một hãng hàng không khác cũng gặp tai nạn như này. Câu chuyện su cả na đó được chúng mình giới thiệu ngay sau đây. Thảm họa triển lãm hàng không Cinelip. Bằng mấy năm treo đầu dê bán thịt heo thì mình xin khẳng định đây là thảm họa tồi tệ nhất lịch sử biểu diễn hàng không thế giới. Ghê chưa? Nói đây là thảm họa tồi tệ nhất vì nó có gây ra thương vong khủng khiếp cho khán giả. Tại buổi biểu diễn hàng không ở Lviv, Ukraine ngày 27 tháng 7 năm 2002, Không quân Ukraine ngày 27 tháng 7 tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công đoàn số 14 tại sân bay Skylip, thành phố Lviv ở miền Tây. Sự kiện này thu hút hơn 8.000 người đến chứng kiến màn biểu diễn nhào lộn trên không của phi đội chim sắt Ukraine. Đấy, tò mò chứ gì? Sau vụ này thì đâu ai còn vì tò mò mà chạy đi xem máy bay trình diễn đấy. Trong sự kiện ở sân bay Skylip, họ sử dụng tiêm kích Su-27 và mọi thứ đã thực sự đi quá giới hạn tưởng tượng của bất kỳ ai. Quan sát từ trên máy bay, cả hai phi công đều không thấy khán giả ở bên phải đường bay như thường lệ. Khi máy bay rẽ trái, họ nhận ra khán giả đứng ở cả hai bên đường băng, hạn chế đáng kể khả năng cơ động của phi công. Khi thực hiện một động tác ngoặt trái, chiếc tiêm kích Su-27UB của Vladimir và Yuri đột nhiên xoay vòng và mất độ cao như một pha hành động trong phim. Chiếc tiêm kích lao xuống đất, trượt trên đường băng rồi va chạm với một chiếc máy bay vận tải 276 đang đối trước khi lăn vòng về phía đám đông khán giả đang hoảng loạn. Chiếc máy bay phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ, bắn ra vô số mảnh vỡ và xăng cháy vào khán giả. Hai phi công đã kịp nhảy ra và sống sót. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Có 77 khán giả, trong đó có 27 trẻ em đã thiệt mạng vì chúng mảnh văng và bị thiêu cháy. 543 người bị thương trong thảm họa, họ cũng chỉ ra rằng quá trình bảo dưỡng máy bay trước đó đã làm động cơ bên trái của máy bay thấp hơn so với vị trí ban đầu của nó. Nhưng khẳng định vấn đề này không liên quan đến vụ tai nạn, thật là hài hước làm sao. Sau thảm họa này, ban tổ chức các chương trình biểu diễn hàng không trên khắp thế giới đã sắp xếp lại chỗ ngồi của khán giả xa khu vực bay biểu diễn. Khốn thế xóm mình chẳng có ai. 7. Tai nạn đội trình diễn Snowbus. Đây là vụ tai nạn trẻ tuổi nhất trong video ngày hôm nay đấy. Với tư cách là một thành viên mới, Snowbus đem đến một chủ đề trình diễn mới lạ, đó là trình diễn cổ động giữa dịch Covid-19. Đây là một máy bay thuộc đội trình diễn Snowbus của Canada. Thông qua đoạn phim chia sẻ trên Twitter và hỏi trên Google Maps thì được biết, hai máy bay CT-114 Tuto của đội Snowbus cất cánh từ sân bay thành phố Kamloops, tỉnh British Columbia.
vào hôm 17 tháng 5 năm 2021, trong khi đang trình diễn thì chú chim Snow này đã sa cánh vào lòng đất mẹ. Đó là một khu dân cư thuộc thành phố Kamloops. Tai nạn này đã khiến một phi công thiệt mạng và một phi công khác bị thương nặng. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Anh em thử trổ tay thám tử đoán xem nguyên nhân là gì nào. Quá là ba chấm khi biết về những vụ tai nạn này đúng không anh em? Anh em thấy trong những tai nạn trên, đâu là vụ mà anh em có thể tha thu và chấp nhận? Hãy bình luận bên dưới để mọi người cùng thảo luận nhé! Nếu thấy video này hay và bổ ích thì ngần ngại gì cho video này một like và share, đồng thời đăng ký kênh để xem được nhiều video thú vị hơn nhé! Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo!